Thời gian trôi nhanh, Tiểu Thất Nguyệt, mới đó mà đã là em bé biết lật, biết ngồi. Mẹ tụi nhỏ, con gái đã biết ngồi rồi đấy. Cha tụi nhỏ à, Thất Nguyệt nhà chúng ta cũng sắp được 5 tháng rồi mà. Đương nhiên là đã biết ngồi rồi chứ. Ông Đàm nhìn Đàm Lục Kim mũm mĩm trên giường. Ông nhìn tiểu tử thối kia xem, không phải vẫn chưa biết ngồi đấy sao? Mập mạp thế này em là lật người còn khó ấy chứ. Lão Lục này, ngoài ham ăn ham ngủ ra, hiện giờ không biết được thằng nhóc này có ưu điểm gì khác không nữa. Mẹ tụi nó à, gà nhà chúng ta cũng đã lớn lên rồi. Một ngày để biết bao nhiêu là trứng, có thể ăn được rất lâu đấy. Bà nói xem có cần mang đi bán tiếp không đây? Có lẽ mùa đông năm nay tuyết sẽ rơi, sợ rằng sẽ không dễ bán được. Cũng đúng, ở đây mỗi khi tuyết rơi, dù ở dưới thôn hay trên huyện, mọi người đều trốn ở nhà không ai ra ngoài. Có người nào còn đi ra ngoài bán trứng cơ chứ? Đến lúc đó sợ rằng sẽ chết cóng rồi, mà trứng thì không bán được của nào. Cha ơi, có tin vui, tin cực vui. Sao thế, có tin vui gì? Cha, Linh Chi nhị đệ chồng mọc lên rồi. Hả, mọc thật rồi ư? Mọc thật rồi ạ, đúng là thần kỳ. Nếu nhị đệ của con biết chuyện này, chắc chắn sẽ cảm ơn con rất nhiều. Không cần phải cảm ơn, con chỉ sợ con chồng hỏng Linh Chi của em ấy lại trách con thôi. Cha, mẹ, đại ca, em về rồi. Nhị Tiền, con về rồi đó ư? Cha mẹ xem con mang đồ tốt gì về cho hai người này. Ông Đàm mở túi đồ mà Đàm Nhị Tiền mang về, liền thấy bên trong là mấy nắm mì to. Gần đây, quán cơm nhà họ Bạch mở bán món mì này. Ông chủ Bạch biết nhà chúng ta có hai em bé, liền bảo trẻ con ăn mì này tốt cho sức khỏe, nên bảo con mang một ít về đây. Món mì này bóp nát ra vừa hay có thể nấu cho hai đứa Thất Nguyệt ăn. Ông chủ Bạch này thật là tốt bụng. Vâng, sư phụ thật sự rất tốt, không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo của gia đình giàu có một tí nào. Ông ấy là người tốt nhất mà con từng gặp. À đúng rồi, cha mẹ ơi, còn có một chuyện mà hai người vẫn chưa biết. Có chuyện gì vậy? Con trai cả của nhà họ Trần, Trần Thế An, bị ông chủ Bạch đuổi đi rồi. Con đoán rằng tối nay cả nhà anh ta sẽ quay về đây. Bị đuổi rồi ư? Là vì chuyện gì thế? Trần Thế An này thấy con còn nhỏ, không ít lần làm khó con. Nào ngờ những chuyện này đều được sư phụ để mắt đến. Gần đây, anh ta còn nghĩ đến việc làm giả sổ sách để hãm hại con, rồi bị sư phụ bắt tại trận, sau đó bị đuổi ra ngoài. Cậu vừa nói xong, tiếng mắng của ông Trần nhà hàng xóm vọng tới. Tiểu tử thối nhà cậu, đúng là làm mất mặt nhà chúng tôi, cút ngay đi cho tôi. Cha ơi, cha không thể đuổi chúng con đi được, con đã mang thai rồi. Mang thai ư? Cô nói cô mang thai ư? Vâng, thưa cha, cô ấy đúng thật là đang mang thai. Cha sắp có cháu nội rồi. Cháu nội à? Đúng vậy, thưa cha. Cha tụi nhỏ, em là không đuổi được Trần Thế An đó đi rồi. Vợ cậu ta mang thai rồi. Chỉ là mang thai thôi mà, miễn là họ không nhắm vào Nhị Tiền nhà chúng ta nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không ai đụng đến ai. Nhưng nếu cậu ta vẫn mang oán hận chút lên người chúng ta, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Phải, đúng vậy. Tại sao lão Tam, lão Tứ, lão Ngu vẫn chưa về thế? Có lẽ sẽ sớm về thôi. Đúng vậy, sao đám tam đệ vẫn chưa về thế nhỉ? Đám tam đệ của con hôm nay bị thầy giáo bảo ở lại ôn bài rồi, có lẽ một lúc nữa sẽ về đó. Đàm Nhị Tiền gật đầu, lại tiếp tục nói với Đàm Nhất Lạng về chuyện nấm linh chi và các loại thuốc. Buổi tối đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mẹ Đàm bước tới hỏi, là ai vậy? Em gái, là chị, người hôm trước mua dưa muối nhà em ấy. Bà Đàm mời khách đi vào phòng. Em gái, em thật sự đã cho nhà chị một bữa cơm ngon. Chị à, chị đến nhà tìm em có việc gì không? Dưa muối lần trước chị mua của em, nhà chị đã ăn hết rồi. Bây giờ già trẻ trong nhà đều ầm ĩ đòi ăn tiếp. Chị tới để hỏi xem nhà em còn hay không. Nhà em cũng đã ăn hết mất rồi. Nếu chị muốn thì em làm thêm cho chị một ít nhé. Được được được, cảm ơn em. Cảm ơn làm gì, chị thích dưa muối của nhà chúng em, nhà em phải cảm ơn chị mới đúng. Người phụ nữ nhìn quanh nhà, nhìn ngôi nhà nhỏ này, rồi thở dài và nói, em gái à, nhà em có mấy người ở đây? À, nhà em trừ em và cha tụi nhỏ ra, vẫn còn 7 đứa con nữa. Hả, ngôi nhà nhỏ thế này, có thể ở được nhiều người như thế không? Một ngôi nhà mới dựng, hiện tại cũng xem như là đủ sống. Chị à, nhà em không giàu có gì, lại còn phải nuôi nhiều con, nên là có thể chen chúc thì đành chen chúc vậy. Em gái tốt, em đúng là may mắn khi gặp được chị. Chị à, ý chị là sao? Chúng tôi vừa hay là thợ xây, con trai lớn lại vừa hay là thợ mộc. Nhà khắp 10 phương 8 hướng ở đây, hầu như tất cả đều do nhà chúng tôi xây. Chị với em có duyên, không bằng em đến tìm chị, nhà chị giúp em một tay. Như thế cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình em. Chị à, thế này làm sao được? Được chứ, tất nhiên là được rồi. Nếu em cảm thấy không thể nhận ân tình này, vậy thì tặng cho bọn chị vài hũ dưa muối là được. Gia đình chị rất thích ăn món này. Chị à, vài hũ dưa muối sao có thể đủ được chứ? Sân sau nhà em nuôi rất nhiều gà, đến lúc đó em sẽ bảo con em mang qua tặng chị một ít. Em gái, nhà em còn nuôi gà nữa à? Đúng vậy, nhà em có một con gà mái có thể đẻ rất nhiều trứng, vậy nên gà sau sân càng ngày càng nhiều lên. Vậy em mau đưa chị đi xem thử. Huyện Bình Dương này nuôi rất nhiều gà, nhưng rất khó để nuôi, chỉ có vài con gà trong vài gia đình có thể đẻ trứng mà thôi. Chị à, đi thôi, em đưa chị đi xem nhé. Cha tụi nhỏ ơi, giúp tôi trông Tiểu Thất Nguyệt, tôi đi một tí rồi về. Ok mẹ nó cứ đi đi. Em gái, em thật giỏi, nhiều gà thế này có thể bán rất nhiều tiền đấy. Hay sai, trước đây nhà em cũng mang trứng gà lên trần bán, nhưng lại không bán được. Từ đây lên trần nhanh thì mất 1 giờ, chậm thì phải mất đến 2 giờ. Chị nhìn xem, bây giờ trời lạnh như vậy, nếu tuyết rơi thì đi lại càng thêm khó khăn. Số gà này em rằng chưa đến nơi thì đã đông chết rồi. Em nói cũng đúng, bây giờ trời rất lạnh, và lại huyện Bình Dương và các làng lân cận, không có nhiều gia đình giàu có thể có được bao nhiêu nhà, có điều kiện ăn thịt gà quanh năm đây. Em rằng sẽ không thể bán được nhiều. Bà Đàm nói rất đúng,
Đôi khi bạn có thứ đồ tốt, nhưng không phải ai cũng mua được nó, cũng không nhất định có người cần mua nó. Những lúc như thế này, dù đồ có tốt đến đâu họ cũng chỉ có thể ngồi im. Em đã từng đến hỏi các nhà hàng quán rượu xem họ có cần mua gà không chưa? Các nhà hàng quán rượu luôn có người cố định mang cá, gà, vịt đến. Những người nông dân dân dã như chúng ta làm sao có thể chen chân vào được? Không thể được đâu. Bà Vu là một người từng trải. Nghĩ kỹ lại thì trong lòng cũng đã hiểu ra không ít. Nhìn trong sân này toàn gà. Một lúc sau liền nảy ra một ý. Em gái, không phải em biết làm dưa muối sao? Vâng đúng vậy. Vậy không bằng em muối mấy con gà này luôn đi. Bà đang vừa làm xong món gà ủ muối thơm ngon. Tới đây, các con mau tới thử món này xem, mùi vị thế nào. Đám Nhất Lạng không nhịn được, liền trực tiếp dùng tay bốc một miếng củ cải cho vào miệng. Mẹ, món này ngon quá, ngon hơn nhiều so với dưa chuột muối, khổ qua muối. Cha tụi nhỏ, Nhị Tiền, Tam Nguyên, mọi người đều ăn thử xem. Đàm Nhị Tiền và Đàm Tam Nguyên mỗi người ăn một miếng. Cha, mẹ, thật sự rất ngon. Mẹ tụi nhỏ à, tay nghề của bà càng ngày càng tốt. Babu babu babu. Tiểu Thất Nguyệt vươn tay ra, cũng muốn ăn một miếng. Tiểu Thất Nguyệt, con vẫn còn nhỏ, không thể ăn cay được đâu. Mặt Tiểu Thất Nguyệt liền xị xuống, rất không vui. Đàm Tam Nguyên thấy thế, liền nhanh chóng lấy viên kẹo giấu trong tay ra. Tiểu Thất Nguyệt ngoan, Tam ca cho em ăn kẹo. Tiểu Thất Nguyệt ăn xong viên kẹo, mở to đôi mắt long lanh và mỉm cười, nhìn cậu nở nụ cười tựa như tia nắng ấm áp mùa đông. Bà Đàm xoay người, lấy củ cải muối vừa làm xong và gà ủ muối bỏ vào trong hũ. Cha tụi nhỏ à, cái này tôi sẽ mang đi tặng cho nhà họ Vu làng bên. Ông và Nhị Tiền đóng thêm vài hũ đi. Được rồi, bà cứ yên tâm đi đi. Xuân Mai, đi đường cẩn thận một chút nhé. Đừng lo lắng, tôi sẽ cẩn thận. Ông Đàm cứ đứng ở cửa nhìn, cho đến khi bóng dáng bà Đàm đã đi khuất mới quay vào nhà. Nhị Tiền, ở đây tổng cộng có 30 hũ. Đến lúc đó ông chủ Bạch muốn bao nhiêu hũ thì con mang bấy nhiêu hũ cho ông ấy. Phần còn lại thì bày bán tại cửa hàng. Nếu bán không được thì chia ra, còn nếu có thể bán thì cứ bán. Vâng thưa cha, con về giá tiền, cha cũng không hiểu lắm. Các con đã làm kinh doanh thì sẽ biết giá cả làm sao thì hợp lý. Thế nhưng là một người cha cũng phải nói với con rằng, con không thể khai gian giá tiền được. Đáng bao nhiêu tiền thì bán bấy nhiêu tiền, con có biết chưa? Con biết rồi, cha, con đều hiểu mà. Hôm nay cha đi hái nấm trên núi, nên chúng ta sẽ ăn gà hầm nấm. Thật tốt quá, có nấm ăn rồi. Đến ngày thứ hai, Đàm Nhị Tiền phải gấp rút trở lại huyện. Trước khi rời đi, Tiểu Thất Nguyệt liên tục giang tay đòi cậu bé. Tiểu Thất Nguyệt ngoan, lần sau nhị ca về sẽ đưa em theo lên huyện nhé. Tới lúc đó em muốn ăn gì nhị ca sẽ mua cho em ăn. Nhị đệ, đệ đừng nói nhảm nữa. Vậy thất muội muốn ăn điểm tâm bánh ngọt, em cũng mua được sao? Chỉ cần em gái muốn ăn, em đều có thể mua được. Em lại chém gió rồi đó. Tiểu Thất Nguyệt à, sau này nhị ca chắc chắn sẽ kiếm được thật nhiều tiền, sau đó mua về mọi thứ mà em thích, mua cả mọi thứ mà em muốn nữa. Tiểu Thất Nguyệt dường như hiểu được, nắm lấy tay của Đàm Nhị Tiền, cất lên tiếng cười ngây ngô của trẻ thơ. Đến chiều, bà Đàm đang bán dưa muối ở đầu làng. Các chị em ơi, lại đây mua dưa muối đi nào. Em gái, chị Vu đấy à? Em gái à, tất cả phụ nữ ở làng chị đều thích ăn dưa muối em làm đó. Thế nên chị đã dẫn bọn họ đến đây. Không biết em có đủ dưa muối ở đây không? Ây dô, đã là người mà chị Vu dẫn đến đây. Vậy thì tôi bán 2 hũ 15 xu thôi nhé. Em gái, em đến đây để kinh doanh, không phải là tới để làm việc tốt. Trước đây em đã bán cho chị bao nhiêu tiền, thì bán cho họ chừng ấy tiền đi. Đúng vậy, em gái à, mọi người đều là nông dân nuôi gà trồng rau, thế nên cũng biết việc đó không hề dễ dàng. Đồ nhà ai cũng đều không phải đồ từ trên trời rơi xuống, nên bán thế nào thì bán thế đấy đi. Vậy được, vậy thì em không khách sáo nữa. Một hũ củ cải muối này giá 10 xu, gà ủ muối thì 12 xu một hũ. Mọi người thích ăn gì thì mua cái đấy nhé. Em gái, lấy cho chị một ít củ cải muối và một ít gà ủ muối nhé. Tôi cũng thế. Mới được một lúc đã kiếm được 100 xu. Bà Đàm vui mừng khôn xiết, cười không khép được miệng. Ở nhà bên này, Đàm Nhất Lạng và Đàm Tam Nguyên đang dỗ hai em ngủ. Tất nhiên, Đàm Lục Cân không cần phải dỗ, ăn và ngủ đều là việc thiết yếu hàng ngày của cậu bé. Đại ca, chị dâu, hai người có nhà không? Đàm Nhất Lạng nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhanh chóng đứng dậy, mở cửa và nhìn ra ngoài. Cô, sao cô lại đến đây? Đàm Nhất Lạng vội vàng mời cô vào nhà. Cô ơi, cô lại đây ngồi đi. Cô ơi, cô có muốn gặp Thất Nguyệt không? Không cần đâu, đợi con bé ngủ dậy rồi cô tới xem cũng được. Đàm Nhất Lạng vô cùng vui vẻ, vội vàng bưng món gà ủ muối vừa làm ra khỏi bếp. Cô ơi, cô mau ăn thử đi, món này mẹ con vừa làm xong, vị rất ngon đấy. Đàm Tiểu Muội cầm trên tay nhưng vẫn chưa ăn, chăm chú nhìn gà ủ muối đang cầm trên tay, mắt dần đỏ lên. Có chuyện gì vậy cô? Không sao đâu, không có vấn đề gì. Đàm Nhất Lạng thấy cô đang buồn, nhìn kỹ thì đột nhiên phát hiện trên trán và cổ cô ấy đều có vết thương. Cô làm gì mà bị thương thế? Lúc này ông Đàm cũng quay lại. Em gái, sao em lại về đây? Anh cả, có chuyện gì thế? Em gái, anh à, em thực có lỗi với anh. Chị dâu sinh con là việc lớn như vậy, em không những không giúp được gì, còn phiền anh đi một ngày một đêm lên núi, mang trứng, thịt, còn cả dưa muối cho em nữa. Em lại không mời anh được một bữa cơm. Được rồi, anh và chị dâu không trách em đâu. Chỉ cần em có thể sống tốt ở nhà chồng đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi. Anh ơi, em nghe nói anh đang có ý định xây nhà. Ở đây cần trồng rau, cần nuôi gà, còn phải chăm sóc con cái. Em rằng hai người sẽ rất bận, nên em đến giúp hai người. Ông Đàm nghe vậy liền cảm thấy có gì đó không ổn. Gia đình bên chồng của em gái nghiêm khắc như vậy,
Trước giờ đều không cho phép cô ấy về nhà mẹ, làm sao có thể để cô ấy trở về đây? Lúc này, Đàm Nhất Lặng ngắt lời và nói, cha, cha xem, trán và cổ của cô ấy đều bị thương. Ông Đàm nhanh chóng nhìn sang, có phải tiểu tử thối đó lại đánh em nữa không? Đại ca, nhỏ tiếng một chút, các cháu vẫn đang ngủ. Ông Đàm nhìn Tiểu Thất Nguyệt trên giường. Em nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử đó lại đánh em phải không? Đúng là lại đánh em, nhưng lần này em không thể chịu đựng được nữa. Em muốn ly hôn với anh ta. Đi thôi, anh dẫn em về đó. Anh muốn đích thân đi hỏi cậu ta dựa vào cái gì mà đánh em. Đại ca, em không muốn quay về đó nữa. Tam muội, em kể cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.